Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa đá, mưa lớn kèm theo dông lốc tại một số xã, gây thiệt hại về người và nhà cửa, tài sản hoa màu của nhân dân. Đặc biệt tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã làm sạt lở, cuốn trôi một nhà và một lán nương của người dân, làm chết một người, mất tích hai người, bị thương hai người. Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động lực lượng trên 100 cán bộ chiến sĩ, phối hợp cùng lực lượng công an, biên phòng, đoàn kinh tế quốc phòng 356 và nhân dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến 1 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2020, tìm thấy thi thể của một người là chị Hàng Thị Mái, sinh năm 1978. Hiện vẫn còn một trường hợp mất tích là cháu Ma A Sinh, sinh năm 2017. Hiện tại các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.